Serato 2018 nâng cấp lại màn hình Android, sau khi nâng cấp xong thì sẽ trông như thế nào? Anh em có thể thấy đây là cái màn hình mà sau khi bên em đã nâng cấp cho chiếc xe này. Thì màn vẫn giữ nguyên cái form dưỡng zin của xe luôn nha anh em nhé. Bình thường nhiều anh em cứ bảo là lắp phải là độ chế, nhưng mà màn thì bây giờ nó cảm giác zin hết rồi. Và sẽ có một cái dưỡng chuyển từ cái màn của anh em khoảng 7 inch hoặc 5 inch, hoặc là chưa có màn thì nó sẽ thành cái màn 9 inch, 10 inch tùy theo cái dưỡng và form xe anh em nhé. Ngoài ra thì cắm jack zin nó sẽ giữ nguyên hết tất cả những cái phím vô lăng này, anh em thao tác ở trên này đầy đủ nha anh em nhé, không bị mất đi đâu cả, nên anh em yên tâm. Và anh em sẽ được thêm một cái nữa, đó là cái điều khiển giọng nói rất là thông minh, toàn bộ anh em chỉ cần bấm trên phím này thôi đấy, và khi em đọc ở đây thì nó sẽ hiển thị ở trên này luôn. Đi đến sân bay Nội Bài ngay lập tức là nó sẽ mở cái bản đồ Google Maps. Như bình thường anh em hay sử dụng trên điện thoại thì sẽ sử dụng cái Google Maps này đúng không ạ? Nhưng mà khi mà anh em lắp màn thì có thêm cái bản đồ cảnh báo tốc độ cho anh em đi không lo là vượt quá tốc độ giới hạn nhé. Đi đến sân bay Nội Bài bằng Việt Map. Anh em đang nghe thấy tiếng gì chưa ạ? Ngay lập tức thì nó sẽ tạo một cái lộ trình cho anh em nhìn trước đến cái điểm mình tới này, nó cái điểm cắm lá cờ này. Đây, huyện Sóc Sơn đây đúng không ạ? Và nó sẽ tự mở cái bản đồ ra và nó sẽ có hiển thị cái tốc độ giới hạn trên cung đường này bao nhiêu mét nữa anh em, rẽ trái rẽ phải nó hiển thị ở trên này luôn. Nên anh em đi thêm 200 mét này sẽ có cái tốc độ giới hạn là 60, thay đổi tốc độ giới hạn là 60 này. Rất là tiện luôn cho anh em chủ động đi trên đường đúng không ạ? Khi mà mình có di chuyển là mình sẽ biết trước được cái khoảng cách cái đường phía trước của mình đến cái điểm bán giới hạn tốc độ ấy là bao nhiêu mét nữa là nó sẽ hiển thị luôn ở trên này luôn. Nhắc nhở cho anh em trước để chủ động nên anh em không lo bị phạt quá tốc độ nha anh em nhé. Còn anh em muốn nghe nhạc giải trí thì quá là đơn giản rồi, mở video nhạc trẻ remix. Ngay lập tức sẽ mở ứng dụng YouTube và mở cái bài hát anh em yêu cầu ngay đúng không ạ? Mở camera hành trình. Đấy, đã mở ngay cái cam hành trình ra cho mình xem luôn rồi. Anh em muốn xem lại, anh em có thể thao tác vào đây là xem lại được toàn bộ cái video ghi hình trên này luôn. Anh em muốn cái xe mình thông minh hơn thì anh em biết ở đâu rồi ạ? Hãy đến với Akala anh em nhé.